Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cho các bạn về cái cách tự thay các cái lõi lọc tại nhà. Để thay các cái lõi lọc này thì đầu tiên là các bạn chuẩn bị các cái đồ dùng và vật dụng. Thì chắc chắn là các bạn sẽ phải có ba cái lõi lọc như này rồi. Lõi lọc 1, 2, 3. Cái này thì các bạn có thể tự mua. Hoặc thường ấy là khi mà các bạn lắp máy lọc ấy, thì các hãng hoặc các cửa hàng hay khuyến mãi cho các bạn thêm có cái bộ lõi lọc 1, 2, 3 như này. Hay gọi là bộ lõi lọc thô ấy. Thì các bạn sẽ sau khoảng tầm 3, 6 tháng cái lõi lọc nhà bạn nó bẩn thì các bạn sẽ tự thay tại nhà luôn. Thì là đầu tiên là các bạn phải có bộ ba lõi lọc này. Tiếp theo ấy là các bạn phải có một cái càng cua như này. Cái càng này để các bạn có thể vặn được cái khúc lọc này ra này. Đấy, các bạn vặn để tháo khúc lọc này ra. Tiếp theo ấy là các bạn dùng một cái búa như này. Búa để lát các bạn có thể tháo được cái khúc lọc này ra như này. Các bạn gõ như này. Bình thường thì các cái thợ chuyên nghiệp ấy thì người ta không cần những cái búa như này đâu. Mà họ chỉ cần cái càng cua, cái tay vặn như này thôi. Họ có thể vặn ra được. Nhưng mà các bạn chưa quen ấy thì các bạn cứ nên chuẩn bị một cái búa để lát các bạn có thể gõ ra. Nó đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và chắc chắn rồi là các bạn phải chuẩn bị những cái đồ để hứng nước. Hứng nước nó chẳng may nước nó rơi rớt vãi ra cái nền nhà. Đặc biệt là ở chung cư hay dùng cái sàn gỗ ấy thì là phải các bạn phải chuẩn bị cái giả khô và cái đồ để hứng nước như này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành để thay lõi lọc nhé. Thì đầu tiên là các bạn phải khóa cái đường nước cấp của máy lọc nước lại. Đây. Các bạn khóa cái đường nước cấp đã. Đây, khóa. Rồi, xong các bạn rút điện ra này. Và khóa cái bình áp lại. Đấy. Thì đối với các cái thợ người ta quen rồi thì các cái thao tác như kiểu là khóa bình áp hoặc là rút điện thì người ta không cần thiết. Nhưng mà mình đây là mình thay tại nhà nên là các bạn cứ cẩn thận. Rút điện ra và khóa cái bình áp lại để tránh trường hợp mà nó bị chập điện hoặc là nước nó chảy ra. Rồi, rồi các bạn sẽ tiến hành tháo khúc lọc nhé. Đây. Đấy. Đầu tiên là khúc lọc số 1. Đây các bạn vào đây như này. Đấy. Các bạn lấy búa nhé. Các bạn gõ như này. Đấy, thì nó nhẹ nhàng hơn là các bạn dùng tay. Dùng tay thì nó vất hơn, nó mệt hơn. Đấy, các bạn lấy cái chậu này, các bạn hứng này. Các bạn vặn cái cốc này ra. Đấy, để hứng cho nước nó đỡ bị chảy ra nhà nhé. Các bạn sau đó là các bạn tiến hành rửa qua cái khúc lọc này đi một chút. Đây như các bạn thấy là cái lõi lọc này dùng lâu rồi, khá là bẩn này. Đấy. Các bạn rửa qua cái lõi lọc này đi nhé. Xong. Các bạn nhớ giữ các cái gioăng này nhé, gioăng cao su này, các cái đệm cao su này ở các cái lõi. Cho vào đây. Các bạn để ý nhé, ở đây là nó có co cái rãnh ở dưới cốc lọc này. Các bạn cho cái này vào đây thì nó phải đúng cái rãnh này. Cho cái lõi lọc. Sau các bạn tiến hành mặn lại. Và dùng cái tay vặn. Vặn cho nó chắc. Các bạn cũng không cần phải vặn quá chặt đâu nhé. Bởi vì là ở đây là nó có sẵn một cái gioăng rồi. Gioăng ở cái miệng cốc rồi. Tiếp theo là đến khúc lọc số 2. Bạn cho cái của phần cuối.
chỉ vào đây các bạn. Các bạn nhớ để ý nhé, là thứ nhất là trên cái vỏ lõi lọc này đều có ghi hết là số thứ tự các lõi. Ví dụ đây là lõi số 2 này, lõi số 2 này. Đấy, đây là lõi số 3 này. Thì các bạn nhớ phải cho đúng vị trí các lõi nhé. Hoặc là nếu mà trong trường hợp mà các bạn không nhìn thấy các cái hình ảnh các cái số số lõi đấy, thì các bạn sẽ để ý cho mình này, cái lõi số 1 thì và lõi số 3 thì nhìn nó gần giống nhau, riêng cái lõi số 2 thì nó khác hoàn toàn. Lõi số 2 là lõi bằng nhựa và bên trong nó là chứa than hoặc cation nên là nhìn nó khác hoàn toàn, nó to hơn và nó nặng hơn. Và riêng cái lõi số 1 và lõi số 3 nhé, thì các bạn để ý này, lõi số 1 là cái phần thân của nó sẽ trơn, còn cái lõi số 3 này này, các bạn nhìn là nó sẽ có những cái đường gân như này, đường gân như này xung quanh lõi. Đây là lõi 1 micron, còn cái lõi số 1 ấy là lõi 5 micron. Đấy. Như vậy là mình đã thay xong ba cái lõi này. Thì nó cũng chỉ mất khoảng đâu đấy khoảng tầm độ 3 phút thôi. Thì sau khi mà thay xong thì các bạn lau dọn qua đi một chút. Nó có nước nhá. Các bạn lau dọn qua. Xong cho máy này về vị trí cũ này. Lại cái đường nước cấp nhé, mở lại này. Các bạn chỉ cần gạt xuống này, gạt cái đấy, các bạn để ý là nước ở cốc nó bắt đầu nó vào cốc lọc số 1 này. Đấy, các bạn cắm lại phích điện này, mở lại cái bình áp này. Rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách để thay bộ ba cái lõi lọc thô, lõi 1, 2, 3 của máy lọc nước RO tại nhà. Các bạn thấy là cũng khá là đơn giản, chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút thôi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.